chạy bằng dầu máy Kubota. Đó, hai cầu Bentor Super quá biết luôn nè cả nhà. Bên em có chạy bằng xăng luôn, hai cần bà cô bằng xăng thì có chạy bằng xăng. Con này là nếu có cả sới rin đi theo luôn nha mọi người. Thuốc sâu.